Này Linh Sam đao điểm nha bạn. Cây này dán bye bye nè. Đây một cây. Mình bán combo hai cây nha. Cây này. Này cái dán bye bye đẹp nè. Zoom lại cho bạn coi. Cây này cái hoành cái cục cái này chắc khoảng 20 số lại. Có 20 số này. Cầm vô nắm tay hơn, nắm tay. Đây một cây. Đây một cây nữa nè. Đây một cây trực. Đây là mấy trực lắc rồi. Trời ơi, rong rêu không này giờ phải rửa ra. Hai cây. Bán lượt hai cây nha bạn. Hai cây 400 ngàn bao ship. Bó phôi rồi đó cho bạn. Phôi còn gọn. Không cái kiện còn gọn nhỏ. Hai cây 400 ngàn bao ship. Em mua được một Linh Sam đao đếm. Trong nhà mình chỉ còn Linh Sam với Mainu là nhiều nhất. Mainu mà form công nghiệp đó nha bạn, chứ với sam trái bậy bạ thôi, chứ cái dòng khác mình cũng ít trồng. Hồi xưa mình trồng sam hương nhiều, giờ mình bán hết rồi. Sam đao đếm.